hàng về trả cho các bác đấy ạ. Báo cáo các bác là những cái dòng ổ cắm này thì không phải nó về được ngay đâu bác ơi. Một số mặt hàng ổ cắm này hoặc là một số cái thiết bị tự vá cho xe ô tô đấy. Tự vá cho xe ô tô thì những cái thiết bị một có nhiều cái sản phẩm em phải đặt từ quốc tế về, nó nên nó hơi chậm cho bác. Nhưng có các bác đợi giúp em nhé, các bác một số bác cũng đợi giúp em thôi, bởi vì ai cũng muốn bán hàng, ai chẳng muốn nó về ngay hàng cho mình thì mình bán đâu. Nhưng mà không phải đặt cái nó về ngay đâu được các bác ạ, phải đặt phải đợi đấy. Phải đợi những dòng hàng này đi đi đường về từ quốc tế về nó lâu lắm, nó toàn cả chục ngày, nhanh đa số là 1 tuần đến chục ngày, chứ không phải là cứ đặt là về ngay đâu ạ, không phải đặt là về được luôn đấy. Hàng thì về cho bác đây, hôm nay về nói chung là phải ship từ nước ngoài về, chứ không không không, không phải tự nhiên mà về được ngay đâu bác ơi. Đấy đây ạ. À, những cái mặt hàng như ổ điện, bảng điện này thì em có đã giới thiệu cho bác rồi đúng không? Bảng điện này là tất cả mặt này, là dòng này là 199 ngàn một một bộ. 199 ngàn một bộ thì gồm có một bộ là như thế nào? Đây, một bộ là như thế này. Một bộ là gồm có mặt này và trong đó là có một bộ sạc tai C, sạc tai C và sạc USB. Ngoài ra còn thêm hai phích cắm hai bên nữa. Đây. Hai ổ cắm này nữa. Đây là một thiết bị gắn cho cái bảng điện này. Về các bác có thể thay được tất cả các bảng điện ở trên gia đình nhà bác. Bộ này mức giá là 199 ngàn. À, bác lắp dòng này thì bác sau này không may ví dụ cái ổ này này nó trục trặc thì bác có thể thay từng chi tiết được, nó sẽ hợp lý hơn. 199 ngàn em Tuấn đã giới thiệu cho bác rồi. À, các bác bây giờ các bác cứ đi mua một bộ ổ cắm bảng điện để gia đình nhà bác đi. Bác tính những cái thiết bị như này bác mua một bộ thì nó cũng có trên 100 nghìn rồi. Chứ không phải như này nữa, bây giờ nó có hết cả củ sạc này. Đây là sạc Type C bác nhé, sạc đời mới nhất, một cổng USB, một Type C để sạc điện thoại. Đấy, đây màu trắng này, màu trắng và có để trả hàng cho bác rồi nhé. Đây, với loại này là màu trắng này, màu trắng. Thì còn sang tiếp tục nó về nhiều lắm bác ạ, màu trắng, màu đen, màu xanh, màu nâu, nói chung là nó nhiều loại. Em Tuấn nhập vì có nhiều bác là cái màu, cái gu màu gia đình nhà bác nó khác đấy. Nó có nhiều bác là bác không thích màu trắng, không thích màu khác. Nhưng hôm nay về đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 về 10 kiện luôn, 10 kiện để trả cho bác. Còn đâu là mai nó về tiếp. Những cái này có nhiều bác đặt nó không nhanh được đâu. Đây, lô này cũng màu trắng tiếp này. Màu trắng này không bóc nữa nhé. Đấy, màu trắng. Em bóc cái lô nào nó không phải màu, nó khác màu thì cho bác xem cái mẫu khác đi. Đa số là em tôi chỉ lấy màu trắng và màu màu ghi thôi. Màu ghi nó sạch đấy, màu ghi nó sạch. Mình xem tiếp đây nó là màu gì nữa, chỉ có màu trắng với màu ghi thôi ạ. Để em xem lô này nó màu gì. À, lô này vẫn màu trắng tiếp ạ, màu trắng nhá, toàn màu trắng thôi, bởi vì đa số là các bác gia đình có dùng màu trắng hết mà, gần như là chiếm 80% là màu trắng. Thỉnh thoảng có bác, những bác dùng màu nâu màu ghi thôi, còn đa số là màu trắng hết. Đấy, cái lô này không, em có cả màu 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 ghi nữa, nhưng mà chắc là nó nằm đây một dãy này là màu trắng, còn bên kia nó sẽ là màu ghi, đây màu trắng luôn. Đấy, đủ cho bác nha, có những bác lấy mấy chục bộ luôn, đủ rồi ạ. Mấy chục bộ lợn bác đang xây nhà, nhiều bác đang xây nhà bác lắp luôn mà. Đế âm thì đây là dòng này là đế âm, vẫn cứ lấy đế âm bình thường bác nhé, vẫn như là đế âm hàng ngày của bác ấy, đế âm bình thường luôn. Đế âm là đế âm phổ thông, nhưng về thay luôn vào bảng điện bình thường. Đây ạ, sang màu khác rồi ạ. Loại này cũng là 199 ngàn, nhưng mà màu này tất cả chi tiết đều như vậy luôn, nhưng nó sẽ khác là cái này bác ạ, nó sẽ khác đây này. Màu này thì nó sẽ là màu nâu, nhưng mà khi bác lột nó ra này nó sẽ là màu nhôm phay xước, nó sẽ đẹp, nó sang hơn. Giá thì cũng vẫn vậy thôi bác đây ạ. Giá vẫn vậy, nhưng mà cái chi tiết của nó này bác nhìn chưa, nó là nhôm phay xước, nhôm phay xước nhìn nó rất là sang đấy, nó rất là sang. Màu này đấy, nó đều là 199k. Và đây, công tắc thì nó cũng như vậy, nó khác về màu thôi đấy, công tắc thì nó đều như vậy bác ạ. Và thêm một cái sạc, bộ sạc Type C nữa, thêm sạc Type C nữa, trong hộp đây thêm một bộ sạc Type C nữa, là vừa vừa một bộ, cũng giá 199 ngàn, 199 ngàn gọi. Tất cả dòng này về các bác chỉ cần nhấc bảng điện ổ cắm của nhà mình ra là lắp vừa luôn, thay thế vừa đúng zin luôn, vừa zin luôn ạ. Đấy bác nhé, thì hiện tại là về có hai loại đấy,
một loại trắng và một loại nâu này. Nâu này thì nó có cái viền này này, nó như kiểu nhôm xin xi rất là sang trọng. Đây. Đều 199k một bộ. Một bộ như vậy về các bác chỉ sẵn thay lắp vào thôi là xong thôi. Đó, đây này, nó có màu trắng và nó có màu trắng và màu màu ghi đấy. Đây, màu trắng đấy. Màu trắng em quấn ốp vào cho bác nhìn này, nó như này luôn, nó như nhau tất. Đấy. Đây ạ. Về các bác đây, có màu trắng và màu ghi này. Đều là 199.000 một bộ bác nhé. Bác nào nhu cầu liên hệ với em Tuấn. À, sạc điện thoại. Sạc điện thoại luôn, chứ bây giờ các bác cắm cái củ sạc ở ngoài nó rời ra làm gì bác? Nó bất tiện lắm. Các bác có thể thay thế tất cả các ổ điện gia đình nhà bác. Rồi chào bác. Em vừa nhập lô máy về bác nha. Lô máy này là họ bắt lấy theo lô cả lô máy đấy. Trong cái lô máy này thì có một hai con nó không được đẹp lắm. Em thanh lý cho bác nào thích thì sưu tầm. Thích sưu tầm. Đấy. Màn hình nha. Thích thì sưu tầm. Cáp vẫn ok bác nhé. Màn ok luôn nha. Cáp ok. Con này ngày xưa siêu nhiệt mọi người. Vỏ thép hết mà. Trắng hết. Nokia. Để em Tuấn tắt nguồn nhé. À, con này thì nó có một cái điểm chấm này, nó sứt ở đây này. Nhưng cái này các bác có thể thay được nhé. Cái này họ vẫn bán đấy. Cửa hàng họ vẫn bán thay đấy. Em không muốn thay. Bởi vì em tóm lại là em chỉ có bán hàng thôi. Chứ em đi gửi đi sửa, đi độ, đi thay. Mà em cũng không biết sửa điện thoại luôn. Nói thế cho nhanh. Lỗi em trả về nơi sản xuất, cung cấp. Chứ em cũng không biết sửa. Em không biết sửa. Đấy. Để cho bác. Đây bác nhá, nhìn này. Màn hình còn nét căng. Không có một gợn gì đâu nhá bác nhá. Gọi là bán thanh lý cho bác. Đây, tôi tắt máy nha. Tắt máy. Xong khởi động máy lên để cho bác xem series luôn các thứ cho nó dễ luôn nhưng mà có đúng một con thôi nhưng mà vẫn phải xem series. Đấy, khởi động lên. Có đúng một con nhưng vẫn phải để cho bác xem series. Này, sao thăng 06 thăng series của em nó đây bác nhá. Mây của em đây. Đấy. Huyền thoại của bác nào đấy. Một thời em tháo luôn nắp đáy nhá. Tháo đây. Con này bóp hai sườn này, tháo nắp đáy luôn cho bác này. Đấy. Có nhìn chưa? 8800 Zero Cell cái quái gì. Máy hết màu. Nên Nokia đấy. Ok, ok chưa? Đấy, con nào lấy về sưu tầm để cho bác mức giá 990.000. 999.000. Nè. Con này về các bác mà thay long lanh lên nó đấy. À, khá tiền, ít tiền đấy. Nhìn chưa? Khá tiền đấy bác. Thấy chưa? Em chưa tháo pin nên là nó vẫn bắt máy luôn. 999.000 bác nhé. Bác nào nhu cầu liên hệ với em Tuấn. 999.000. Nghe chưa? Thanh lý Nokia nhé. Rồi, chào các bác.